đời người nếu nói là dài thì quả đúng là dài nhưng nếu nói là ngắn thì thực sự là ngắn mỗi người chúng ta khi đến với thế giới này đều là mang theo một tâm hồn và tính cách riêng cuộc sống xã hội rồi đến lúc mỗi người sẽ chọn cho mình một công việc và lối đi riêng cho bản thân bạn có thể là nông dân kỹ sư xây dựng hay thậm chí là kẻ lang bạt nhưng hãy là một người có lý tưởng đừng vì ngoại hình của mình mà buồn giàu bởi lý tưởng thuần khiết mới là khí chất của chính mình Vẻ đẹp sung tục bề ngoài chỉ khiến người ta sinh ra thói xấu. Cuộc đời và lý tưởng thường không được như ý muốn của con người. Có thể sẽ phải trải qua những gian khổ, trầm luân nhưng hãy cứ tận sức cống hiến, bởi cái kết của một người có lý tưởng có thể bi thảm nhưng tuyệt đối sẽ không đáng thương. Trong cuộc đời nhiều chắc trở này, sẽ gặp nhiều người trí thức và quân tử, sẽ chiêm nghiệm thấy nhiều điều kỳ diệu mà người khác không thể cảm nhận, những lựa chọn bình thường sẽ không đem lại màu sắc gì cho cuộc đời. Đừng vì những lợi ích nhỏ nhặt mà đánh mất lý tưởng cũng không vì trào lưu nào đó mà thay đổi niềm tin thế giới vật chất bên ngoài quá phức tạp phải học cách từ chối những cám dỗ của hư vinh lý tưởng không phải là món đồ có giá trị tiền bạc và thường không thể mang lại niềm vui trần thế vậy nên đừng bị ảnh hưởng bởi thói đời hư danh mà hãy học cách khác biệt với người khác hãy là một người có thể bước đi trong thực tại bởi vì cuộc đời quá ngắn ngủi mà những thứ hư ảo lại quá nhiều sẽ khiến người ta loa mắt không tỉnh táo để cuối cùng đánh mất lý tưởng sống những thứ có được quá ư dễ dàng sẽ khiến con người trở nên nông cạn kém cỏi và lưu luyến sự phù du cũng đừng vì là kẻ thông minh mà nghĩ rằng có thể làm nên việc lớn mà tự xem nhẹ coi thường mọi thứ hãy nhớ kỹ năng lực của con người có hạn sống trên đời hãy tận tâm mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống là văn sĩ hay người nội trợ đừng coi thường những người bình thường cũng đừng đầu cơ trục lợi không công kích những việc bản thân không làm được khi trưởng thành sẽ nhận ra làm tốt một việc thật sự quá khó nhưng không bao giờ được bỏ cuộc phải biết trân trọng cảm xúc dù là nam hay nữ một khi kết giao thì không nên thay đổi trong quá trình kết giao bạn bè sẽ có nhiều va chạm hiểu lầm vậy hãy nghĩ lại trong thế giới rộng lớn này chỉ kết bạn với những người hữu duyên có thể có mấy người dù là bạn bè cũng có lúc rời xa người có thể ở bên cạnh nghe mình nói chuyện hoặc nói cho mình nghe là một điều tốt đẹp ta nên cảm kích những người ở bên ta như vậy biết trân trọng bản thân và yêu thương mọi người thấu hiểu bản thân và những người xung quanh tấm chân tình của ta phải như con suối nhẹ nhàng và ôn hòa sóng mắt của ta phải trong trẻo tươi sáng như mùa xuân phải học cách rơi nước mắt học cách đối diện với bi kịch bởi bi kịch sẽ làm tâm hồn thêm phong phú